Một ngày trải nghiệm tất cả trò chơi cảm giác mạnh và cái kết thật là nhớ đời. Không biết nay mùng mấy, mùng mười mấy hay là mùng mấy chục của Tết rồi ta. Còn mùng là còn Tết nha, mà còn Tết là chơi tới bến luôn. Nên là tụi tôi quyết định mua luôn cái vé chọn gói ở Đầm Sen. Chơi một đống trò cho nó đã cái nơ luôn nè. Có nhiều trò là chơi hết. Mới vô là thấy cái trò ám ảnh này rồi. Tính chơi mà thôi. Mắc công chơi xong về sớm. Mới vô thì mình sẽ chơi những cái trò nhẹ nhàng trước. Cái trò này là dòng lượn tuổi thơ. Ngồi lên cái tàu lửa lượn lượn cái đường ray cũng khá là vui nhộn chứ bộ. Đã lượn vui nhộn mà còn mát mẻ nữa chứ. Tiếp theo là tới cái trò rồng lộn, ấy lộn rồng lượn. Công nhận lúc tụi mình đi nó vắng dễ sợ, chơi đã luôn. Đó, nó lượn giống vậy nè, nhẹ nhàng ghê chưa. Sau khi đi hai cái trò lượn lượn thì bây giờ tụi tôi sẽ đi thư giãn với massage cá nè. Biết tại sao gọi là massage cá không? Tại vì mấy con cá nó sẽ bu vô nó đớp đớp cái chân của mình á. Ai mà có ghẻ ngay chân là nó đớp bay cái cục ghẻ luôn. Tao nói lúc đầu bỏ xuống nó nhột gì đâu á, nhột chịu không nổi luôn. Nhưng mà sau 5-10 phút massage cảm giác nó phê lắm, phê tới nóc, phê mà không muốn rút chân ra luôn. Có cái dòng xoay cũng khá là cute nè, nhưng mà nó nhẹ quá nên là tôi không chơi. Tiếp theo là cái trò thảm bay này nè, nhìn nó cũng khá là thú vị. Nhìn nó cũng nhẹ hiều à, nên là quyết định lên chơi thử luôn, có gì đâu mà phải sợ. Đây là hai gương mặt rất là háo hức trước khi chơi nha. Trò tới khi. Trời ơi, nhìn nó quay kìa. Ủa gì vậy, gì quay lẹ vậy, cho con xuống đi, nó quay bay luôn cái hồn rồi. Sau khi cái hồn bay cùng cái thảm bay thì cuối cùng tụi mình cũng hoàn hồn về. Tiếp theo là chơi cái trò nhẹ nhàng thôi, tàu điện trên không, để đi ngắm cảnh nguyên cái Đầm Sen luôn nè. Trời, tao nói ngồi cái này đã ghê, gió nó lùa vô mát dễ sợ. Mà công nhận cái ngày tụi tôi đi nó vắng ghê nên chơi rất là thoải mái luôn. Bây giờ sẽ chơi tới trò xe điện đụng, ấy lộn, xe điện đụng nha. Lập Nguyên chỉ thích lựa cái xe màu vàng thôi, tại ông kêu ổng mệnh kim, ổng chỉ hợp với màu vàng, có vàng hay không thì cũng bị đụng mà. Đụng cho văng luôn nè, ở đó mà vàng. Đụng một hồi tôi muốn văng ra ngoài luôn á trời. Chơi cho đã cái nư nãy giờ rồi, giờ phải ăn thôi. Ăn để lấy sức chơi tiếp nè. Mới ăn xong mình vượt thác cho nó tiêu cơm nha. Nghe cái tên vượt thác thôi là bắt đầu thấy cảm giác mạnh rồi đó. Vượt thác ở đây có nghĩa là mình leo lên cái thác cao hay là cao xong cái mình vượt xuống thôi. Nó chỉ có vậy thôi, đơn giản lắm. Nhưng mà cái thác này nó quá là cao luôn nên là hơi bị ghê. Nãy giờ ngồi 10 phút chưa lên tới đỉnh nữa, lâu ghê. Khúc này là sắp lên đỉnh rồi nè. Nó hồi hộp gì đâu á, tim đập bịch 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 luôn á. Chuẩn bị nè, 1 2 3. Ông là trời, lúc mà nó lao xuống như muốn rớt ra ngoài luôn á. Đã vậy còn bị ướt nhẹp nguyên cái áo nữa, nhưng mà vui. Cuối cùng chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Bây giờ tụi tôi sẽ chơi trò tàu lượn siêu tốc rất là ghê luôn. Nhưng mà clip hơi bị dài rồi, hẹn mọi người phần sau nha. Toàn là trò cảm giác mạnh thôi.